Samsung Galaxy S7580 tính điểm. Khi Việt Hóa chúng ta phải rót. Rót lúc này thì nhiều quá nó không, đúng không? Đúng không? Chúng ta vào chế độ phát triển của cái phần trở lại của cái đấy nó chẳng. Bây giờ tôi nhá. Nó lại bây giờ không dùng. Cái đi đi cần cắt nút trong tròn thì chú ấn nhiều quá thì nó chuyển thành cái chế độ giọng nói. Và bấm nhiều lần là nó ra cái tên bỏ cũng được, hoặc để cũng được, vấn đề là do mình dùng thôi. Mấy lần chế độ để bù đấy. Ok. Thế từ lần mai có không? Cầm cáp à? Nếu mà mai thì lấy cũng được, nếu chỗ kia thì lấy nào cũng được. Biết từ sau ngày hành chính còn thế thì có gì mà chuyển sang cho chú nhé. Và làm chuyện màu đen. Màu đen đi. Thì cháu cứ lấy về nhá, màu đen. Chúng ta Việt Hóa bằng quy tùn. Quên, trước khi Việt Hóa chúng ta rót trước. Đây, chúng ta dùng phần mềm để rót này. Đây, chúng ta nó hiện lên chế độ này thì mình bấm tích và ấn OK. Đây, nó ra bảng này thì chúng ta rót vào. Đợi lúc nó rót xong. Xong khởi động lại máy à.
Ta phải di sản này. Alo. Alo, anh hỏi về con đó xong rồi anh này. Tuyệt quá, tuyệt vời. Không có. Chưa. Nước chưa. Mở hai giờ. Đây đang cần có 7.2 màu đen. Đây là tuôn Việt hóa tự động nha.
Samsung ấy. Quay phát phát trực tiếp luôn nha, mình up luôn ở trên chưa tắt được cái đấy. Cây ấy giờ đi về 8 cây đi được.
chỉ còn thằng bạn là 128 đi. Và nhưng mà vấn đề là nó không còn bản 32 đi hết đấy, chỉ còn bản cao nhất là chưa cao nhất, cao nhất của nó là 256 thôi. Bản này là bản 128. Cái đấy là đuôi VN của Việt Nam để kiểm tra hiện tại. Hơn so với giá điện thoại. Nhớ đọc trước khi các giấy tờ mình phải ký, không đi tù. Chú bảo là cái này nó quận vàng nhưng mà đứng lên mấy lắm hậu. Nhiều quá. Bữa nào có bóng là mày ra xi. Làm cho cái
cái thông điệp quảng cáo của tao nó không thể đi xa được.